cẩn thận đấy nhá. Ôi, nhanh lên em ơi, cho xe người ta còn qua. Anh ơi, ở phía trước có vật cản, không đi được anh ạ. Hình như kia là Tân thì phải. À, em cứ ngồi trên xe, đợi anh một chút nhá. Dạ vâng. Xin chào. Tôi xin lỗi, anh đợi tôi một chút, tôi dọn đi ngay đây. Tân à? Đức. Đức giáo sư phải không? Đúng rồi, Đức giáo sư đây. Nhớ tao không? Lâu rồi không gặp. Trời ơi, bao nhiêu năm rồi nhở? Hôm nay ấy, chúng ta mới gặp lại nhau đấy. Dạo này khỏe không? Tao chả khỏe như con trâu ấy. Giới thiệu với mày, đây là Trúc, vợ sắp cưới của tao đấy. Em chào anh ạ. Chào em. Mà tao hỏi thật nhá, đây có phải là vợ sắp cưới của mày không đấy? Không thật, chả nhẽ vợ nhà người ta à? Một thằng như mày mà có cô vợ xinh thế này á? Và không tin. Chuyện mày là mày hơi khinh thường tao đấy nhá. Mà này, dạo này tao thấy mày ăn mặc đẹp, lại còn đi xe sang nữa chứ. Tao nghe nói mày ở trên thành phố làm ăn được lắm à? Thì là cũng gặp may thôi. Đợt này ấy, tao là chủ tịch một công ty trên thành phố. Công ty về truyền thông quảng cáo mà. Đợt này công ty của tao ổn rồi, thế nên là tao muốn về quê thăm mọi người. À, ra là vậy. Tao thấy mày thành đạt, tao cũng mừng cho mày. Chúc mừng mày nhá. À, đợi tao tí nhá. Gì đấy? À, đợt rồi công ty của tao có hợp tác truyền thông quảng cáo với công ty Kohino. Tao có ít sản phẩm tặng vợ chồng mày này. Ôi trời ơi, quý hoa quá. Về chơi là được rồi, còn quà với trả cáp. Bạn bè khách sáo làm cái gì, cầm đấy. Cầm đấy đi. Thôi được rồi, thế vợ chồng tao cảm ơn. Anh Đức, anh vừa về đấy ạ. Ai đây nhở? Anh không nhận ra em nữa cơ ạ. Anh đùa đấy. Cô em gái trang bún xinh đẹp thì ai mà không nhận ra được chứ. Chỉ là dạo này lớn quá rồi đấy, thành thiếu nữ rồi còn gì. Này, anh ấy cho quà đấy, cầm lấy đi. Vâng. Mà anh bảo, em vào trong nhà cầm cho anh ấm nước chè ra đây nhá. Vâng ạ. À, vợ chồng tao ấy định xây cái chuồng lợn. Cơm, mấy thằng chập vật liệu đổ hết cả ra đường. Mày đợi vợ chồng tao một tí rồi cho xe qua nhá. Anh thông cảm cho vợ chồng em nhá. Không sao đâu. À, thế này thì để tao làm giúp với cho nhanh. Ấy, thôi khỏi, cứ để vợ chồng tao làm. Mày đương đương là một chủ tịch, ai lại làm mấy cái công việc như này chứ. Sao mày có thể nói như thế được nhở? Tao cũng là thằng chân đất bất tuyết, từ quê lên thành phố lập nghiệp. Việc gì mà tao chẳng làm được, đúng không? Thôi thôi, mày ăn mặc đẹp như này, làm có mà bẩn hết à? Quần áo bẩn ấy, giặt thì sạch. Quan trọng cái nhân cách bẩn ấy, thì mới không sạch được thôi, hiểu không? Nhưng mà... Thôi được rồi, mày đứng ở đây chờ tao, tao vào trong nhà lấy cho kéo lao động nhá. Khỏe phết nhá. Anh ơi, bố. Bố làm sao? Em vừa mang thuốc vào cho bố thì thấy bố ngất rồi anh ạ. Anh bảo, bây giờ em đưa mọi người lên bệnh viện nhá, càng nhanh càng tốt. Dạ vâng ạ. Thôi, mày đưa bố lên bệnh viện đi, có gì ở đây tao lo cho. Mày thông cảm cho tao nhá. Tao cảm ơn. Đi nhanh nhanh, đi đi. Đây, bây giờ em vào nấu cơm đi, chút nữa mang lên cho mọi người, còn việc đấy anh lo cho. Vâng ạ.
thằng kia, thấy xe của bố mà con không biết được tránh ra. Ai đấy? Người yêu cũ của em kìa, đúng không nhỉ? Thì là anh ta chứ còn ai nữa. Em thấy chưa? Mối tình đầu của em bây giờ cũng chỉ là thằng công nhân bốc vác mà thôi. Em biết mà, loại người như anh ta ấy thì chỉ được đến thế thôi. Hai người thông cảm, đợi tôi một chút. Tôi dọn xong rồi mọi người qua nhá. Đợi á? Mày biết thời gian của bố mày là vàng là bạc, mỗi giây mỗi phút kiếm được bao nhiêu tiền không hả? Ông ăn nói lịch sự một chút. Bố với con gì ở đây? Các loại mày láo á? Hả? Các thằng nhà quê như mày mà cũng già mồm à? Tôi biết để đồ như thế này là sai, là cản trở giao thông. Nhưng mà ông phải thông cảm cho tôi một chút chứ. Dù sao chúng ta cũng cùng làm cùng xóm với nhau. Ai cùng làm cùng xóm với mày? Giờ tao khác rồi, tao là người thành phố. Hôm nay tao về đây ấy chỉ là có chút việc thôi nhá. Thế bây giờ ông muốn thế nào? Đền tiền cho tao đi. Là sao? Là sao á? Giờ mày dọn sạch đống này cho tao. Mỗi một phút tao đợi là 500.000. Cứ thế mà nhân lên thôi. Ông ăn cướp à? Sao? Giờ mày có làm không? Hay để tao gọi người đến đập hết chỗ này? Được rồi, tôi sẽ làm và đền tiền cho ông. Để tao live stream cho mọi người biết là thằng Đức giáo sư ngày xưa học giỏi giờ phải thành ra thế này đây. Xin chào tất cả mọi người, đây là thằng Đức giáo sư ngày xưa học giỏi lắm, giờ phải làm công việc này đây. Đúng rồi Mạnh ơi, là thằng Đức giáo sư đấy. Nghĩ lại Đức giáo sư gì nó phải gọi là Đức đần độn mới đúng. Hết 2 phút 13 giây, tao làm tròn 2 phút, đưa tao 1 triệu. Đây, cầm lấy, rồi biến khỏi đây đi. Mày bảo ai biến? Mày đừng tưởng, mày đưa tao tiền, rồi sai gì thì sai nhá. Thôi anh, kệ nó đi. Này, đừng bảo với anh là em vẫn còn yêu nó nhá. Anh nhìn xem. Loại người như anh ta ấy thì chỉ có chó mới yêu. À, con điên kia, sao mày tát tao? Tao tát vì câu nói của mày đấy. Mày dám bảo tao là chó à? Mày, anh ấy là người yêu của tao đấy. Anh để nó đánh em thế à? Con kia, hôm nay mày chết với ông rồi. Alo, anh ạ? Anh vừa xem livestream của chú, sao chú dại thế? Dại gì ạ? Người mà chú bêu rớt trên livestream là anh Đức, chủ tịch của FPM. Công ty sắp tới chúng ta ký hợp đồng hợp tác đấy. Làm sao có chuyện đó được ạ? Nó ăn mặc như thế, làm sao làm chủ tịch được ạ? Anh đã từng gặp anh ta nhiều lần rồi, anh mới biết chứ. Mày giết anh rồi. Alo, anh! Alo! Có chuyện gì về anh? Thưa chủ tịch, em đã đưa người tới bệnh viện về rồi ạ. Được rồi. Cái gì? Anh ta là... Anh ta là chủ tịch FPM, đối tác của chúng ta đấy. Sao giờ anh mới nói? Thì anh cũng mới biết thôi mà. Phải làm sao bây giờ anh? Đức này, chuyện vừa rồi chỉ là hiểu nhầm thôi. Ông bỏ qua cho tôi nhá. À, còn số tiền này tôi gửi lại ông. Sao hai người thay đổi thái độ nhanh vậy? Tôi xin lỗi. Tôi không biết ông là chủ tịch FPM. Tôi là giám đốc của công ty Đa Gia, sắp tới sẽ hợp tác với công ty ông đấy. À, thì ra là vậy. Số tiền này ông cứ cầm lấy đi, vì đấy là thỏa thuận mà.
còn chuyện vừa rồi tôi sẽ bỏ qua cho hai người. Tôi cảm ơn ông. Đừng cảm ơn vội. Còn chuyện hợp tác với nhau, tôi nghĩ công ty chúng tôi sẽ dừng lại. Vì tôi không muốn hợp tác với hai người. Cảm ơn em vì lúc nãy giúp anh. Bây giờ anh về đây, có gì tối sang chơi nhá. Vâng ạ. Ông cho chúng tôi một cơ hội đi. Một chiếc áo bẩn ấy thì giặt có thể sạch hoặc là thay áo mới. Nhưng mà một con người có nhân cách bẩn thỉu ấy thì không bao giờ sạch được đâu. Còn hợp tác với một người như ông ấy thì không bao giờ